Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Tư ngày 12 tháng 8 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Chơi bẩn tập cho nhốt tỷ phú Hồng Kông vào nhà đá. Cảnh sát Hồng Kông vào sáng ngày 10 tháng 8 đã bắt giữ tỷ phú, ông trùm truyền thông, nhà hoạt động dân chủ Jim Lai, tức là Lê Chí Anh, với cáo buộc ông này thông đồng với nước ngoài, vi phạm luật an ninh quốc gia Hồng Kông vừa có hiệu lực vào từ đầu tháng 7. Ông Mark Simon, nhà điều hành cao cấp tại tập đoàn truyền thông Next Digital do ông Jimmy Lai làm chủ, đã đăng lên trang tweet của mình như sau. Và lúc này, ông Jimmy Lai đã bị bắt vì thông đồng với các quyền lực nước ngoài. Đây là hình ảnh tỷ phú Jimmy Lai của Hồng Kông. Sau đó, ông Simpson tiếp tục cập nhật thông tin trên trang tweet cho biết. Đến lúc này, cảnh sát đang ở trong nhà của ông Lai và con trai của ông để lục soát. Các thành viên khác của tập đoàn truyền thông này đã bị bắt hoặc đưa đi thẩm vấn. Hiện nay đã có một nhóm phóng viên báo chí tại nhà Mr. Lai, vì vậy thông tin sẽ được đăng tải. Sau đó, giới truyền thông mới loan tin rằng vào lúc 7 giờ sáng và giờ địa phương, các nhân viên cảnh sát lần lượt đến tư dinh của người sáng lập Next Media là Jim Lai ở đường Kandoria và tư dinh của con trai thứ hai của Jim Lai là Lai Yong-en Kai-su. Cảnh sát khám xét căn hộ của Jim Lai đến khoảng 9 giờ 40 và đưa ông đi. Jim Lai là một nhân vật nổi bật trong giới truyền thông tại Hồng Kông với tài sản ước tính hơn 1 tỷ đô la. Ông là chủ một tập đoàn báo chí uy tín, công khai chống cộng, từ lâu vẫn nằm trong tầm ngắm của Trung Quốc và được cho là mục tiêu mặc định của luật an ninh quốc gia mới do Bắc Kinh áp đặt lên Hồng Kông vào ngày 30 tháng 6 vừa qua. Có thể gọi tỷ phú Lai là người chống đối bền bỉ nhất ở Hồng Kông bởi ông trở thành nhà đấu tranh dân chủ từ sau vụ thảm sát Thiên An Môn vào năm 1989. Theo hãng truyền thông AFP của Pháp, từ đầu thập niên 90, thông qua tập đoàn truyền thông Next Media và sau này là Next Digital, với tờ báo nổi tiếng Apple Daily ra số đầu tiên vào năm 1995, ông không ngừng tấn công vào Đảng Cộng sản Trung Quốc, chỉ ra những lạm dụng, bất công, âm mưu thâm độc của Đảng. Vào hồi tháng 2, doanh nhân 71 tuổi này đã bị buộc tội tụ tập bất hợp pháp. Theo dự kiến, vào ngày 19 tháng 8 tới đây, ông phải ra tòa vì tham gia biểu tình trái phép. Đây là hình ảnh cảnh sát Hồng Kông bắt giữ ông trùm truyền thông Jim Lai khi ông vừa tham gia vào cuộc biểu tình tọa kháng ở quận Amirali. Sau đó, ông đã được cảnh sát cho tại ngoại. Tư pháp hai lần từ chối cho ông rời Hồng Kông để làm ăn và thăm gia đình, bất chấp mối đe dọa đang đè nặng lên ông và gia đình, nhưng ông không hề lùi bước. Ông không hề nghĩ đến chuyện chạy trốn. Ông nói, tôi đã quấy rầy họ suốt 30 năm và tôi sẽ không tặng cho họ món quà bằng cách từ bỏ đấu tranh. Vợ con ông có thể ra đi, nhưng ông chọn ở lại. Trước đó, Jim Lai từng bị xúc phạm thô bạo hồi cách mạng dù vào năm 2014. Tư gia ông nhiều lần bị tấn công. Gần đây, ông bị theo dõi chặt chẽ, nhiều xe hơi khả nghi thường xuyên đậu trước nhà. Những lời đe dọa được gửi đến như sẽ rục xương trong nhà tù Hoa Lục hoặc là sẽ bị trừ khử, nhưng ông không quan tâm. Cho đến năm 2019, ông hầu như không trả lời phỏng vấn, nhưng từ một năm qua, nhà tỷ phú đã chuyển sang thế tiến công. Có thể nói đây là trận đấu danh dự cuối cùng bởi vì lần này Bắc Kinh không đùa nữa. Tháng 7 năm 2019, đích thân ông đến Washington đề nghị Ngoại trưởng Mike Pompeo và Phó Tổng thống Mike Pence hỗ trợ một hành động bị coi là thông đồng với thế lực nước ngoài theo luật mới của Hồng Kông. Vào hôm 22 tháng 5, ông còn mở một tài khoản tweet để tố cáo và huy động chống lại sự đàn áp của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tôi chiến đấu đến cùng và sẽ không bao giờ rời Hồng Kông. Cách đây hơn một chục năm, cũng như giới phương Tây, ông Lai đã từng hy vọng khi giàu lên, giai cấp trung lưu Hoa Lục sẽ đòi hỏi thêm nhiều quyền tự do. Đây là hình ảnh chụp màn hình hai tweet của ông Mark Simon, nhà điều hành cao cấp tại Next Digital do tỷ phú Jim Lai làm chủ tập đoàn, cập nhật tình hình ông Lai bị bắt vào sáng ngày 10 tháng 8 năm 2020. Nhưng ngược lại, với số lượng công nghệ giám sát ở Trung Quốc hiện nay, chưa bao giờ một nhà độc tài để có những phương tiện kiểm soát dân chúng như Tập Cảnh Bình. Họ biết hết như bạn đi đâu, mua gì, nói chuyện với những ai, và nếu làm gì đó khiến họ không hài lòng, bạn thậm chí còn không được mua vé xe lửa. Ông tự hỏi làm thế nào một người Hồng Kông vốn quen thuộc với tự do cá nhân và các giá trị phương Tây có thể thích ứng được. Một số đã tỏ ra thận trọng trong cách nói năng vì sợ bị tố cáo. Ông nói luật an ninh đã tấn công vào nhà nước pháp quyền lẫn tự do của người dân. Tệ ai hơn nữa, những gì mà người bi quan nhất có thể hình dung ra. Ông Lai từng nói trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo New York Times như sau.
giới lãnh đạo ghét tôi lắm, họ cho rằng tôi là một kẻ phá rối. Vào ngày 30 tháng 6, khi luật an ninh quốc gia mới của Trung Quốc được thông qua, Chim Lai đã nói với đài BBC rằng điều này gióng lên hồi chuông báo tử cho Hồng Kông. Ông cũng cảnh báo rằng Hồng Kông sẽ trở nên thối nát như Trung Quốc đại lục, vì nếu không có pháp quyền, những người kinh doanh ở đây sẽ không được bảo vệ. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn riêng với hãng AFP, ông Lai đã nói như sau: "Tôi đã chuẩn bị cho việc ngồi tù. Nếu điều đó đến, tôi sẽ có cơ hội đọc những cuốn sách mà tôi chưa đọc. Điều duy nhất tôi có thể làm là trở nên lạc quan." Giới quan sát cũng nhận định việc chính quyền Hồng Kông bắt giữ tỷ phú truyền thông Chim Lai theo luật an ninh quốc gia là đòn nặng nề giáng vào tự do báo chí tại đặc khu hành chính này. Đây là hình ảnh tỷ phú Chim Lai ngoài cùng bên trái cùng các nhà hoạt động dân chủ đến tòa án Tây Cửu Long ở Hồng Kông dự phiên xử vào ngày 13 tháng 7 năm 2020 vì tội danh tụ tập trái phép tưởng niệm Thiên Nam Môn. Tờ báo Apple Daily được coi là một tiếng nói mạnh mẽ ủng hộ dân chủ, tự do và chống lại các chính sách bào mòn quyền tự trị của Hồng Kông. Tập đoàn truyền thông và tờ Apple Daily của ông Chim Lai đã hậu thuẫn mạnh mẽ các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ tại Hồng Kông trong năm 2019 và từ nhiều năm qua vẫn đóng vai trò trung tâm trong phong trào dân chủ ở Hồng Kông. Tờ báo này và bản thân ông cũng từng là mục tiêu tấn công bạo lực từ những kẻ giấu mặt. Trong tập đoàn truyền thông của ông, nhiều nhà báo đã từ chức hoặc xin chuyển sang các ban không mang tính chính trị. Những ai có hộ chiếu thứ hai thì tìm cách sang Úc hoặc Anh. Trong ban biên tập của F Daily, tiếng nói của phe dân chủ, các phóng viên tin rằng họ đang bị rình rập những sai sót và tờ báo trước sau gì cũng bị đóng cửa. Nhiều người trong phong trào dân chủ sợ rằng những tháng ngày thanh xuân tươi đẹp sẽ qua đi trong nhà tù. Ông cho rằng một phần nào đó Bắc Kinh đã thắng, ông nói. Họ chẳng cần đi xa hơn nữa vì đã đe nẹp được. Sau đó họ sẽ lạnh lùng chọn ra những ai cần trừ khử từng người một. Trong cuộc trả lời phỏng vấn với đài BBC tại London trước khi ông bị bắt giữ, giáo sư Kate Rickbrook, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Báo chí và Truyền thông thuộc Đại học Hồng Kông đã bày tỏ lo ngại như sau. Chim Lai là một người can đảm. Ông không chỉ đấu tranh cho tự do báo chí mà còn một tiếng nói ủng hộ dân chủ mạnh mẽ tại Hồng Kông. Ông ấy đã hỗ trợ người biểu tình rất nhiều. Ông ấy từng nhiều lần nói chuyện tại câu lạc bộ ký giả nước ngoài. Thế nên mọi người rất lo ngại. Và ông chắc chắn đối mặt với nhiều hiểm nguy một khi luật an ninh quốc gia được áp dụng. Các tội danh như hợp tác với ngoại bang hoặc kích động lật đổ rất dễ được diễn dịch và áp dụng với những người như tỷ phú Lai. Đồng thời, giáo sư Rickbrook cũng đặt câu hỏi, chúng ta sẽ xem liệu tỷ phú Chim Lai và F. Daily có được phép hoạt động tự do như trước nữa không? Nhà hoạt động Eddie Chu Dick thì cáo buộc Đảng Cộng sản Trung Quốc muốn đóng cửa tờ F. Daily và vụ bắt giữ Chim Lai là bước đầu tiên để dập tắt báo chí ở Hồng Kông. Đây là hình ảnh trụ sở của tờ AP Daily tại Hồng Kông của ông Chim Lai. Còn ông Stephen Butler, điều phối viên chương trình châu Á của Ủy ban Bảo vệ Nhà báo, nói rằng vụ bắt giữ đã cụ thể hóa nỗi lo sợ về việc luật an ninh được sử dụng để đàn áp tiếng nói phê phán, ủng hộ dân chủ và hạn chế tự do báo chí. Ông Butler cũng tuyên bố như sau, hãy trả lại tự do cho ông Chim Lai và hủy hết các tội danh. Cũng không nhiều người Việt biết ông trùm đã đứng sau chuỗi cửa hàng bán lẻ quần áo thương hiệu Giordano khá nổi tiếng ở Việt Nam, chính là nhà tài phiệt Chim Lai. Ông Lai sinh ra ở Quảng Đông, theo Facebook Ben Ngô chia sẻ, vào năm 12 tuổi, ông trốn lậu trên một chiếc thuyền để vào Hồng Kông. Khi đến nơi, ông bắt đầu lao động trẻ em trong một xưởng may với mức lương 8 đô la mỗi tháng. Và từng bước cố gắng, ông đã trở thành quản đốc nhà xưởng. Vào năm 1975, ông dùng khoản cổ phiếu thưởng cuối năm của mình để huy động tiền mặt và mua lại chủ sở hữu của một nhà máy may mặc đã phá sản, Comitech, nơi ông bắt đầu sản xuất áo len. Khách hàng của ông bao gồm các nhà bán lẻ của Mỹ. Nhờ chiêu thức thưởng tiền cho các nhà bán lẻ ở Hồng Kông, ông đã xây dựng Giordano thành chuỗi bán lẻ thời trang thành công với hơn 8.000 nhân viên, 2.400 cửa hàng tại 30 quốc gia. Nhưng sự nghiệp của ông không chỉ gói gọn trong mấy từ làm ăn và lợi nhuận. Từ vụ Thiên Nam Môn vào năm 1989, ông trở thành người ủng hộ dân chủ và chỉ trích Bắc Kinh. Ông cũng chia sẻ rằng nhờ đọc cuốn Đường về nô lệ của Friedrich Hayek mà ông có cảm hứng để theo đuổi con đường đấu tranh đòi tự do. Ông còn đi tiên phong trong triết lý lấy người đọc làm trung tâm khi xây dựng tạp chí Next và nhật báo F Daily hướng đến thị trường đại chúng theo kiểu USA Today và The Sun. Next được biết đến là tạp chí kết hợp với những bài giật gân lá cải với bài viết về kinh doanh và chính trị không kiêng dè né tránh. Ông Lai cũng cung cấp một nền tảng truyền thông mạnh mẽ với độ bao phủ rộng lớn cho giới trẻ Hồng Kông và những người biểu tình không lãnh đạo.
và cả tạp chí Next và nhật báo F-Daily đều có những ấn phẩm độc lập xuất bản ở Đài Loan. Các ấn phẩm của ông hiện vẫn bị cấm ở Trung Quốc đại lục từ khi chúng ra đời. Trung Quốc đã tốn rất nhiều công để lăng mạ ông già 71 tuổi này chỉ vì ông là một doanh nhân nổi tiếng nhưng đã công khai ủng hộ những cuộc biểu tình chống chính phủ, liên tục chỉ trích Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình là một kẻ độc tài và từ chối theo chân các chùm tư bản khác cúi đầu trước những áp lực của Bắc Kinh. Đây là hình ảnh biểu đồ giá cổ phiếu của Next Digital tăng dựng đứng hơn 300% trong ngày 10 tháng 8 năm 2020, ngay sau khi người sáng lập Chim Lai bị bắt. Hoàn Cầu Thời báo, công cụ tuyên truyền của Bắc Kinh gọi ông là kẻ phản bội ly khai, phục vụ cho CIA và cáo buộc ông tài trợ cho phe nổi dậy. Thời điểm ông bị buộc tội hồi tháng 2 vì tụ tập trái phép, báo chí quốc danh của Trung Quốc đã gọi ông là trùm mở động hoặc là kẻ không ngừng lan truyền thông tin thù hận và tiêu cực về đại lục. Cũng theo Facebook Đỗ Nam Trung, chiến dịch phỉ báng không ngừng nghỉ của ông Lai của Đảng Cộng sản Trung Quốc hồi tháng 5 đã có một hành vi xấu khi lan truyền thông tin tên của ông đã bị loại khỏi gia phả của dòng họ đang sống ở miền Nam Trung Quốc. Còn tờ báo Đại Công Võng, một tờ báo do Trung Quốc kiểm soát ở Hồng Kông, đưa những thông tin mang tính xâm phạm đời tư là những họ hàng của ông Lai vẫn hay châm chọc ông là Lai Béo, đã xóa tên ông khỏi gia phả gia đình 28 đời và tuyên bố ông là một kẻ phản bội tổ tiên và đất nước. Từ nay trở đi, ông không còn là một thành viên của dòng họ này nữa. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với phóng viên tại nhà khi đang ăn trưa, tỷ phú Chim Lai nói rằng những người họ hàng ấy thường xuyên ghé thăm ông và nhiều năm qua vẫn tiêu tiền mà ông gửi về. Nhưng giờ tất nhiên họ sẽ chối bỏ tôi, ông nói tiếp. Chính quyền Trung Quốc vốn thường lợi dụng sự quan trọng của họ tộc trong văn hóa truyền thống Trung Hoa để làm sức ép đè bẹp các tiếng nói chỉ trích. Họ rất giỏi trong việc đe dọa nhân dân, ông Lai khẳng định. Tuy nhiên, trong một diễn biến bất ngờ, sau khi người sáng lập, ông Chim Lai bị bắt, cổ phiếu của Next Digital đã tăng dựng đứng hơn 300%. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, thứ Tư ngày 12 tháng 8 năm 2020 với bản tin Chơi bẩn, Tập Cận Bình nhốt tỷ phú Hồng Kông vào nhà đá. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.